thiên nhiên luôn chứa đựng vô vàn những điều bí ẩn và bất ngờ. Từ xa xưa, con người đã biết tự dùng những cây cỏ tự nhiên để làm thuốc chữa bệnh cho mình. Những cây thuốc thông thường có thể sẽ được nhiều người biết đến, nhưng cũng có những cây thuốc đã tồn tại rất lâu trong tự nhiên thì lại cần con người phải tìm tòi, khám phá mới thấy được sự quý giá của nó đối với sức khỏe. Nền vàng chính là một trong những vị thuốc quý trong thiên nhiên đã được một người thầy thuốc đặc biệt có tâm với nghề tìm ra. Và giờ đây, nó đang mang lại những giá trị ứng dụng cao trong cuộc sống. Khoảng 40 năm trước, trong cái thời gian mà đi tìm cây thuốc ở trên cái vùng Sơn La, thì đang đi thì tôi gặp một cái ông già người Dao đang làm rẫy thôi. Thì lúc đó tôi đang cầm một cái vị thuốc khác, tên là cái cây vị thuốc bổ béo, đã được dùng trong dân gian lâu nhiều năm rồi. Thì ông già này hỏi tôi là anh cầm cái gì đó, thì tôi bảo là đây là cái vị thuốc bổ béo. Thì ông già này cũng bảo nhưng mà tôi là có cái vị thuốc là bớt béo à. Thế cái vị thuốc nó như thế nào, ông có thể cho tôi xem được không? Thì ông ấy mới nhổ một cái củ này, chính cái củ nền vàng này. Nhưng mà đây là cái vị thuốc bớt béo của tôi đây. Và đó là câu chuyện về hành trình khám phá ra cây thuốc mang tên nền vàng của lương y Nguyễn Hoàng. Năm 1985, tại Đại học Y số 1 Sechenov, Moscow, Liên Xô cũ, luận án phó tiến sĩ về cây thuốc quý nền vàng mà sau đó được xác định tên khoa học là Dioscorea cholesti đã được bảo vệ thành công với tác dụng hạ cholesterol, giảm mỡ thừa trong máu. Trở về nước, tiến sĩ lương y Nguyễn Hoàng đã cùng các đồng nghiệp cho ra đời chế phẩm dioxin 100% chiết xuất từ cây nền vàng. Dioxin sau đó được thử nghiệm lâm sàng trên 500 người mắc bệnh mỡ máu. Kết quả cho thấy chỉ số lipid máu ở những người này đều có xu hướng trở lại bình thường. Cái hoạt chất của những cái cây này là một cái hợp chất người ta gọi là saponin. Một cái hợp chất khi ta lắc với nước thì nó tạo bọt. Thế và chính các nhà khoa học trên thế giới người ta chứng minh rằng là chính những cái hợp chất saponin này nó có cái tác dụng là giảm mỡ máu. Đầu những năm 1990, công trình nghiên cứu về thuốc dioxin chiết xuất từ cây nền vàng đã được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc bởi Hội đồng Khoa học Trường Đại học Dược. Sau những thành công này, hiện nay loại thuốc dioxin đã được đổi tên thành nền vàng tiên thảo và bán rộng rãi trên thị trường. Nền vàng tiên thảo, giống như lời tiến sĩ lương y Nguyễn Hoàng, là một sản phẩm có tác dụng cao trong việc làm giảm lượng cholesterol, hạ mỡ dư thừa trong máu, giúp bình ổn huyết áp và điều hòa nhịp tim. Đồng thời, đây cũng là một vị thuốc hiệu nghiệm đối với những bệnh nhân viêm khớp. Với cái liều điều trị là một tháng thì sử dụng 4 cái hộp này và uống mỗi ngày 4 viên đến 6 viên, chia làm 2 lần. Sau khi sử dụng một tháng như vậy thì hầu hết bệnh nhân người ta đi xét nghiệm trở lại các cái chỉ tiêu của mỡ trong máu thì đều nó trở lại cái chỉ số bình thường rất tốt. Và những người có kèm theo cái viêm khớp, sưng nóng, đỏ đau, rồi những người có huyết áp cao thì những cái triệu chứng đó cũng được thuyên giảm rất nhiều. Từ một cây thuốc có trong tự nhiên, ít người biết đến, nhờ tâm huyết của những người thầy thuốc, vị thuốc ấy nay được chiết xuất thành viên nang, đóng gói rất tiện dụng mà lại không làm mất đi những thành phần tinh túy nhất của cây thuốc, phù hợp với lối sống hiện đại ngày nay. Với những thành tựu đã đạt được, năm 2012, sản phẩm nền vàng tiên thảo một lần nữa chứng minh giá trị của mình khi được vinh danh là một trong 100 sản phẩm vàng Việt Nam. Vậy là cây thuốc nền vàng đã hoàn thành hành trình đến với người dân của mình, hành trình của